phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Khương Dừa Channel bắt đầu từ ngày 9 tháng 9 năm 2023. Dạ, xin chào quý ông bà cô chú anh chị khán giả kênh Trang ATP và Ngọc Yêu Cổi. Dạ. Hôm nay thì ngày 2 tháng 9 Trang lại lên bệnh viện để thăm anh Ngọc. Chiều gọi điện cho anh Ngọc hỏi thăm hôm nay anh Ngọc được ra viện chưa. Cái anh Ngọc nói chưa được ra. Cái anh nói hôm nay 2 tháng 9 để Trang lên. Anh Lộc hỏi là ủa nay 2 tháng 9 em đi đâu hả? Nó có, chiều nay em lên chơi lễ, em chơi với anh nè. À. Quý quá ông bà cô bác ơi. Bữa giờ là thấy anh Ngọc là giống như mỗi ngày là được một người lên thăm đúng không? Dạ, cũng được anh chị thương, nói chung là rất là quý luôn, rất là vui. Bây giờ đúng rồi, coi như là mỗi ngày là một điều dưỡng mới. Thay phiên nhau. Thay phiên nhau lên chăm, giám thị lên chăm sóc anh. Dạ. Đợt trước em lên lên thăm anh Ngọc á, thì cũng có nhiều cô chú anh chị xem clip trên em, cái cũng bình luận động viên anh Ngọc nè. Dạ. Rồi cái cũng nói anh Ngọc livestream đi. Sau mấy bữa sau này em thấy anh Ngọc cũng chịu livestream rồi đó. Dạ, cũng like mấy bữa rồi đó. Cũng chịu tương tác lắm, mà biết mà cô chú anh chị cũng thương, cũng vô tương tác nói chuyện. Like thì cũng như là trò chuyện với bà cô chú cho nó qua thời gian thôi, chứ cũng không có biết chủ đề gì để nói. Không, mình cứ dựa trên cái tương tác của quý mà của chú chị hỏi thăm cái gì á. Dạ. Trả lời là được. Rồi hôm bữa anh mổ lần thứ hai sao rồi anh? Hiện bây giờ nó cũng ổn ổn rồi, nhưng mà cái vết thương nó giờ nó chưa khô á. Yeah. Dịch bây giờ nó cứ còn ra hoài à. Yeah. Dịch là cái này nó đang chảy ha. Là máu đó, máu. Yeah. Này, nước vàng rồi đó. Yeah. Mình gọi là dịch đó. Dạ. Yeah. Đó, nó còn chảy ra hoài. Cái máu chảy ra nhiều nha. Nó chưa, bởi vì cái vết thương nó chưa có khô được. Yeah. Nghe bác sĩ nói là nếu mà nó khô, chưa khô nữa kia là cũng phải khâu lại nữa. Trời ơi, là thêm một lần thứ ba nữa hả? Đúng rồi, phải khâu lại. Dạ. Mà hôm nay như em thấy cảm giác anh ốm hơn tí nữa. Không biết nữa. Dạ. Có cân không? Chỉ nằm đây con chỗ à, lắc. Dạ. Qua lắc lại con chỗ. Nhưng này mà giờ có cho đẩy xe đẩy nó đi vòng vòng để cho nó vận động gì không chị? Không, tại vì Ngọc mổ cái vết mổ đó là hạn chế ngồi. À, mình. Dạ. Xuống mình ngồi là nó cái chủ yếu là đứt chỉ á. Dạ. Hạn chế ngồi luôn. Ngọc bây giờ nghiêng ấy nhiều quá, cùng bác sĩ cũng la nữa. Giờ chỉ có nằm yên vậy thôi. Nằm với lại nghiêng là nghiêng hơi, cũng như mỏi quá thì nghiêng qua chút rồi xong rồi mỏi nằm nữa lại. Bác sĩ kêu nằm chỉ nằm thẳng thôi. Yeah. Mà nằm sấp á, mà bây giờ Ngọc đâu nằm sấp được đâu. Nằm sấp nó cũng tức ngực nữa. Dạ. Bình thường mình khỏe mà mình nằm sấp mình cũng đúng nằm rồi. Được có tí xíu là mình cũng đang cảm thấy tức ngực rồi. Bắt cà phê nắng nữa. À vậy hả? Nhưng mà vậy là sao phơi nắng được? Bữa này không có đẩy đi phơi nắng cũng khó nè. Mình không ra được thì mình mời mặt trời vô. Trời dễ dữ ta. Dạ. Nãy giờ em quên để giới thiệu cho các cô chú anh chị kênh em. Có nhiều cô chú anh chị trẻ chỉ xem clip này thôi, hoặc là chưa có xem. Dạ. Clip của anh Ngọc nên không biết anh Ngọc nha. Anh Ngọc là một kỹ sư rất là giỏi, hát cũng rất là hay. Kỹ sư cái gì? Kỹ sư về chuyên ngành gì luôn anh? Bên cơ khí, bên đó, bên công nghệ ô tô á. Dạ. Làm ô tô. Dạ. Thì trong một lần công tác thì là anh bị tai nạn lao động nên là bị xong rồi bị tật ở chân, rồi xong cũng phải nằm ở bệnh viện này để điều trị. Nói chung cái đợt đó là nằm cũng rất là lâu. Rồi xong cái đợt này thì do là anh ngồi suốt á, thành ra là tỳ đè, tại vì mình bị chấn thương tỳ sống á. Yeah. Nên nó dễ bị chắc nó bị tổn thương, dễ bị tổn thương lắm. Yeah. Tỳ đè nhiều quá mình ngồi lâu quá nó bị lét. Yeah. Bị loét nặng, thành ra là anh phải phẫu thuật. Và hôm vừa rồi là lúc mà đợt Trang vừa rồi Trang thăm là anh phẫu thuật lần thứ hai rồi. Và bây giờ là đã thành công, bây giờ là tiếp tục nằm để cho cái vết thương nó lành. Dạ, đợt trước thì em thăm có nhiều cô chú anh chị hỏi thăm. Dạ. Động viên anh. Cái cũng có mấy cô chú anh chị thương gửi em thêm một ít chi phí để hỗ trợ cho anh trong những cái. Dạ. Cái đợt này. Đây, để em giới thiệu tên, chắc anh biết cũng biết những cô chú này đó. Cô chú này. Dạ. À, thương anh lắm, xem clip em hôm nay mới up là chưa là nhắn em liền à. Yeah. Và đầu tiên là xin cảm ơn cô Kim Chi có liên lạc với Trang qua Facebook. Cô gửi số tiền mặt là 1 triệu đồng, ngoài ra thì cô có mua quà để gửi thêm cho anh nữa, thì xíu nữa Trang sẽ gửi quà của cô cho anh. Thứ hai là chị Ngọc Phan liên lạc với em qua Zalo. Yeah. Chị này ở Úc, cô Kim Chi là ở nước ngoài luôn mà em không nhớ là cô ở nước nào. Cô chị Ngọc Phan là Úc thì gửi tặng anh số tiền là 3 triệu. Dạ. Cô Đỗ Thị Xuân liên lạc với em qua Zalo, cô này ở Mỹ. Dạ, cô này. Dạ. Mua hàng bên em thì còn dư cái số tiền đó là 1.813.000 thì cô nói gửi tặng cho anh luôn. Dạ. Dạ. Rồi có chị Chi Ni Ngô có gửi tặng quà cho anh. Xíu. Dạ, chị Chi Ni Ngô. Dạ. Đó, đây là tổng số tiền là 5.813.000.
Thì hôm nay ngày 24 tháng 9 thì Trang sẽ gửi cho anh số tiền 6 triệu luôn. Và coi như có thêm xíu phần của Trang nữa cho nó chẳng nhanh, nó đẹp. Thật quý quá mà, dạ. Xin đó. Chúc anh Ngọc Đức Củi có thêm một ít chi phí để lo viện phí nè. Dạ. Rồi nói chung là sinh hoạt thêm với lại chị Ba nữa, hai anh chị cùng ở trong viện. Đây, em xin gửi cho anh. Dạ. Ngọc thì cũng đây không biết nói gì hơn, thì cũng cảm ơn chị Trang đây cũng gieo duyên đi gửi quà. Dạ. Thì Ngọc cũng nói chung là một hôm nay là cái ngày lễ ngày 29 đây, được chị Trang đến ghé thăm thì gieo duyên gửi những phần quà của quý mạnh thường quân. Ngọc cảm ơn cô Kim Chi đã gửi cho Ngọc 1 triệu. Và chị Ngọc Phan ở Úc 3 triệu. Và cô Đỗ Thị Xuân và 1.813.000. Và chị Chini Ngô tặng cho em một cái phần quà nữa. Đây. Thì cái và tổng cộng là được 5.813.000. Như chị Trang là cũng nói là tổng cộng là được 6 triệu hả chị? Dạ, là dạ, em gửi luôn rất là nhiều. 6 triệu luôn. Chúc, cho nó vui. Chúc anh chị cô chú thật nhiều sức khỏe. Dạ. Ôi mà em thấy có cái bức tranh này, thấy nhiều anh vẽ bức tranh, hay bức tranh này của ai anh? Bức tranh của em. Như đợt này nó mới thấy đúng không ta, trước như có không ta? Không. Em cái kia xong rồi bỏ vô ba lô rồi, còn cái này cái tấm khác nữa. Ủa cái này là anh vẽ lúc anh nằm viện ở đây luôn hả? Nằm đây nè, nằm cái quay ngang nè. À, là anh vẽ luôn. Đúng rồi. Ồ, cái này là ngay nhà, là nhà của anh ở dưới An Nhiên luôn hay là sao? Không, cái này là chỗ khác. Còn cái kia là cái nhà ở dưới. À, còn này là chỗ nào? Anh? Chỗ nào là chỗ này là anh quay clip hả? Cái này cảnh giống như là ý tưởng mà không phải của mình, nhưng mà mình lấy một phần của người khác, ví dụ nếu mình ghép vô vậy đó. À, đúng là nghệ sĩ ha, dạ, ngồi đâu cũng ghép cũng vô vậy. Em tưởng anh nhiều tài liệu hát hay nè, rồi xong rồi mình vẽ được mà xưa làm kỹ sư nó giỏi chừng. Mà ra nãy từng cửa sổ không? Cửa sổ. Chưa, cái này chưa xong, cái này mới phát họa thôi. Dạ. Mai anh vẽ mặt trời vô đó. Đó, cơ tấm nắng á, bác sĩ cơ tấm nắng á, mai vẽ mặt trời vô. Dạ đây. À, để nãy giờ nó quà nhiều quá mà không biết quà gì, thì để giờ em gửi. Dạ đây là quà của cô Kim Chi. Cô Kim Chi có mua hộp bánh trung thu của em để gửi tặng cho anh. Đó, để cho anh chị ở trong này nhưng mà vẫn hưởng được cái không khí trung thu tấp nập ở ngoài kia. Dạ. Rồi, mấy bữa nữa em với bạn mấy heo sẽ bận đồ con hỏi chị Hằng vô tiếp nữa. Trời ơi. Cho nó trộn một bộ đúng không? Bên gì có cho. Bạn vô là bạn về chặn cửa luôn đó. Dạ. Mình, mình đi vô trong này cái mình hâm mình thay đổi chị Thọ. Thôi cô cũng có khi nếu mà ấy thì trung thu của mình đi tặng bánh cho mấy cô chú bệnh nhân ở đây, mỗi người phần cũng dễ thương. Tại vì điều trị ở đây suốt trong cái phòng như vậy bích bùng, mình đâu có biết được ở ngoài là ngày đúng tháng năm gì đâu. Với lại bệnh thì là ngày nào cũng như ngày nào á, chừng nào mà mình khỏe mạnh á thì đó mới là ngày lễ, ngày vui. Chị Trang làm được những điều đó thì quá tốt rồi. Được ha, ý đó cũng được ha. Dạ. Dạ, đây để em gửi với chị Ngọc ha. Dạ. Bây giờ chị Ba. Dạ, gửi chị Ba nè. Chị Ba chúc chị Ba với lại anh Ngọc ráng khỏe để đi rước đèn trung thu. Cảm ơn chị Trang. Dạ. Cái đó của cô Kim Chi. Quá trời quà luôn đây nè. Dạ. Chưa, còn nữa. Cô Kim Chi gửi nhiều lắm. Đây. Đây là những cái phần quà của cô Chi Kim Chi mua của bên cô Kim Chi này hồi nãy là vô cổ ở Đức hả? Không, cô Kim Chi này ở Mỹ hay là Canada ở nước ngoài mẹ không nhớ nước nào thôi. Dạ. Dạ, cô hay mua đồ của em để gửi tặng cho người thân á, dạ, rồi ủng hộ cái động từ thiện của em. Đây là cô gửi thêm bánh ngói hạnh nhân với bánh quy hạt để kiểu như anh ở đây buổi chiều á có đói bụng hay buồn miệng á thì có thêm ít đồ ăn. Dạ, đây em gửi cho chị luôn. Dạ. Bánh đó ăn chay được không chị? Dạ được, cái đó ăn chay được. Để có gì có cho chị Ba chị ăn nữa. Em ăn cái đó ăn chay. Còn cái này là em nghĩ là rất là phù hợp anh. Em là đây, bạn mấy em giới thiệu. Hồi đầu là cô Kim Chi có nói là tặng khô bò cho anh. Nhưng mà em nghĩ là kiểu mình mới mổ á, thì nhiều khi cái vết thương của mình nó không có phù hợp á.
nên thành ra là mới lựa những cái sản phẩm đầu tiên là ăn chay. Tháng này đang biết là rất nhiều quý bà có anh chị ăn chay. Dạ. Thì đồ chay em bán nó không được nhiều đa dạng lắm, chưa được, nên là lấy mấy cái bánh tiện mình cũng dễ. Còn cái này bột ngũ cốc á, thì là các loại hạt em xay nhuyễn thôi à. À. Đó thì nếu mà anh muốn có đạm hay protein gì đó mà mình ngại đồ miếng thịt á thì mình có thể dùng cái này. Cái này chị em cái này chính là như chị. Chị dùng nước sữa hoặc là chị pha nước sôi ấm bình thường, không cần sôi thì nó chín rồi nó thơm đó. Thì nó lựa mấy cái dễ ăn chứ nó không có ảnh hưởng đến quá đến trời chu đáo luôn. Chu đáo là đủ coi hết trơn luôn. Còn cái này là granola thì cũng là ăn chay được luôn nha chị. Ăn chay được luôn. Nói chung là nó sẽ có yến mạch nè, có trái cây sấy, có hạt bí rồi. Ủa chị Trang bán nhiều dữ ha, nhiều đồ chứ, mặt hàng chứ. Nhiều lắm. Em chỉ tưởng là chị bán khô bò thôi. Dạ. Nên là lúc đầu cô cũng mua khô bò thôi, xong cái tụi em thấy mấy sản phẩm này phù hợp hơn. Em chỉ dùng mật ong trong này thôi nên là chị không có sợ mật đâu. Mà anh nếu mà anh không kiêng các loại hạt á thì anh ăn cái này được luôn. Cái này nó sẽ ngọt thanh thôi, là mình cứ bốc mình ăn vậy. Nhưng mà ăn no nha. Ăn cái này gì cũng no chứ nó không phải không no đâu, nên là nó có chắc béo không á? Chắc béo. Không béo, không béo. Nó là hạt. Chị sợ là... sợ quá nó béo giờ bữa mơ mốt mình ngồi không nổi luôn. Cái này là béo từ các loại hạt cho nên là cũng mình cũng đỡ lo. Đó, chứ còn thiệt ra là khô bò khi nào anh làm đi, cái thường anh làm đó thì em mới dám gửi những cái chế phẩm từ thịt. Đó chứ còn thiệt ra là cô Kim Chi muốn tặng nhanh những cái món kiểu như là đặc sản của chị Trang, nhưng mà tụi em nghĩ là tặng mà anh không ăn được á thì mất con mình thèm thôi chứ không. Tức á, lúc đó gửi vô là bị tức á, tự nhiên là thấy cái hộp khô bò nhìn thèm không ăn được, trong khi những cái món này là lúc mà mình bệnh mình vẫn có thể ăn được luôn. Dạ. Chưa hết, vẫn chưa hết. Dạ. Dạ đây là cái phần quà của chị Trini Ngô. Dạ. Cái này là như là sâm, dạ, trà nhân sâm Hoàng Ngọc. Dạ, sâm sấy khô. Ở đây có hướng dẫn sử dụng luôn nè. Dạ. Cái này là trà sâm, trà nhân sâm. Đó, chị Trini Ngô có gửi hai hộp. Dạ. Nóng vô là uống được đúng không? Dạ. Đúng dạ. Rồi, dạ. Ở đằng sau này có ghi hướng dẫn sử dụng nè. Cái này là uống là dạ dùng để ăn đồ cũ được phải không? Dạ. Đó. Nhức mỏi nè, huyết áp khó ngủ nè. Cái này dạ, chị dạ, Phương chị Trini Ngô như mua của bé Phương để gửi tặng cho anh Ngọc á. Đó. Ghê yeah, có sâm luôn nha. Nói thiệt ra nhiều khi mình nằm bệnh thì cứ nghĩ là mình ngủ nhiều nhưng mà mình nằm không, mình khó ngủ lắm. Thà như mình đúng làm rồi. Cực á, không ngủ đấy. Nó chằn chọc hoài à. Nó không, nó mê man mà nó kỳ lắm. Cảm giác kỳ lắm. Cảm ơn ông bà cô chú, cảm ơn cô chú nè. Cảm ơn chị Trini Ngô. Em cũng vui, lúc em up lên thì có nhiều cô chú anh chị vô hỏi thăm nè. Là một dạ. Là em thấy vui là clip mình lan tỏa được nhiều và để cho nhiều cô chú biết cùng chia sẻ cùng động viên. Nói chung mình gặp cái chuyện gì mà có người tâm sự với mình là mình cũng thấy vui rồi. Xong cái cô chú lại gửi thêm quà, gửi thêm tiền gì đó. Nên là em dạ. Vô em gửi cho anh để anh mau ra, mau lành, đừng có lo về, đừng có mà nôn nóng đi quay quá. Phải giữ dạ. Sức một xíu rồi hay ấy. Dạ. Sự là tình cảm của ông và cô chú dành cho Ngọc nhiều quá. Mình không biết cảm ơn mà cách nào. Nào ăn bánh trung thu nè, xong rồi live stream để ăn trung thu với lại quý bà cô chú anh chị. Bữa em khui game làm hết clip rồi. Dạ. Ăn. Bữa chị Dung tặng phải không? Bữa dạ. Chị Dung có mua bánh này tặng anh ăn không thấy sao? Ngon á, bánh này cái kiểu bánh này nó không giống như mấy cái bánh khác mình ăn lúc trước ta. Khác là sao? Nó ngọt quá. Nó không có ngọt gắt như bánh đúng trước rồi, nó vừa cái quỷ nó thanh sao á, nó vừa yeah. Nó thanh sao á yeah. Cái vị của cái sầu riêng đậu xanh á nó cũng ngon dẻo ngon ít ngọt đúng rồi. Yeah. Nó không có ngọt như cái bánh hồi đó mình ăn ngọt gắt sẽ là ngọt quá đúng không, ngọt quá ăn nó bị ngán đúng không, nhưng mà mình ăn hết được một cái không, anh ăn cho vui chứ anh ăn đâu có được nhiều đâu, ăn nói chung là chứ là đang bệnh mới mổ xong nữa. Nhưng mà nếu anh không thạo ngọt mà anh ăn được một hai miếng là ok rồi. Nên tính hỏi thăm em ăn hôm bữa em nói Ngọc với chị á là tính phát cơm với hoặc là phát ít đồ ăn chiều hay đồ ăn trưa cho mấy cô chú anh chị bệnh nhân ở đây nè, tại nhiều khi dạ. Bệnh ở đây cũng có nhiều cô chú chị em phải bệnh nặng ha, đợt trước mình xuống mình thăm cũng toàn là ca nặng, có những người bị tứ chi á giống như anh kể,
thì người người thân bệnh nhân cũng chị ở đây. Mà có ra phía sau tủy sống là chị gặp trường hợp nó nhiều luôn. Chị có bữa giờ chị có ra khu đó chưa? Em đâu dám đi đâu, em đi vô đây mà chị, đi mấy nếu cái phòng nếu mà em nói thiệt là nếu mà chị ra đó là chị rớt nước mắt á. Em chưa qua lắm, vô đây em nói rớt nước mắt rồi thiệt. Ừ. Em nằm trong đó 2 năm trời mà em nằm bên đó, bên khu đó 2 năm trời em biết à, lúc anh bị cái chân anh à. Em tính tại vì em thấy bệnh nhân ở đây lâu nè, điều trị lâu nè, mà người nhà toàn là tỉnh này nọ lên thì tiền viện phí rất là nhiều. Tiền bệnh nhân làm giường là nó mắc rồi, là phải tốn viện phí rồi, xong rồi còn thêm tiền bệnh nhân nuôi nữa, người nhà, người thăm bệnh nuôi nữa. Nên là em muốn đỡ một cái phần cơm gì đó để mời cả nhà cùng ăn. Thì trước giờ ở đây khác thì sao hả chị ba? Thì nói chung cũng chị ba hay đi lãnh nè, hỏi chị ba là gì ba gần đây chị ba hay lãnh ha, là coi như họ phát ra chị ba cũng như tùy theo đoàn, cũng như đoàn thì phát phiếu, có khi đoàn không phát phiếu mà người phát phiếu á, thì xuống dưới lãnh là người ta đâu cho, tại vì cần người nào phát phiếu người ta mới phát phiếu là dễ kiểm soát á. Nhưng mà phát phiếu là phát làm sao chị ba? Có cái phiếu trong đó để in trong đó cơm hay là phiếu cơm hay là quà quà sữa bánh mì gì đó nó có để trong đó. Nhưng mà sao họ lên đây được, tại vì em nhớ là bệnh viện là họ sẽ khó khăn trong cái việc mà mình mang đồ ăn vô để phát cho bệnh nhân, tại vì sợ là cái thức ăn mình không có phù hợp. Không là... nếu mà chị phát phiếu á là cái người thân đó cầm cái phiếu ra ngoài lãnh. Dạ. Còn mình khỏi cần vô. Dạ, không ý em nói phát phiếu là giờ em giờ em đi đây em đi hết từng phòng phát hả? Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Người ta cho mình đi từng phòng để mình đúng phiếu. Còn không á thì muốn chị muốn trực tiếp vô á, chị xin phép mà mình trực tiếp mình cầm cơm vô là mình phát từ phòng mình á, phát là từ phòng xin phép bảo vệ. Xin phép, xin phép bệnh viện. Còn mà nếu mà phát phiếu thì mình đi vô tự do mình phát từ phòng phòng tay. Mà bữa giờ có ai mà. Có ai phát đi vô cầm cơm vô đây phát không? Còn là phát phiếu. Hồi đó cũng hay phát vậy á, thảy lên một cái băng ca. Khoa tỷ sống á, khoa tỷ sống á. Dạ. Chị qua khoa tỷ sống á là đẩy vô tận nơi luôn, chị đẩy lên một cái băng ca. Là mì gói hay sữa gì đó, đồ ăn gì, cơm hay gì đó, bún gì đó. Dạ. Là chỉ để lên băng ca đó rồi bắt đầu vô từng phòng phòng chứ phát. Là người ta cho mình vô luôn ta? Cho vô mà, mình làm từ thiện mà. Mình làm từ thiện mà xin vô là vô hết. Phát cơm gì đó là cho vô. Dạ. Vậy giờ chắc ngày mai thì em phát bánh mì với mình mua sữa đi. Sữa để cho bên khoa tủy sống á. Với lại ấy thì cái này để tụi em tính. Nhưng mà chị Ngọc mới phát phiếu là mình cứ cầm phiếu làm cái phiếu nhỏ xong mình vô mình gửi hết tất cả các bệnh nhân. Đúng rồi, nói vô đây bao nhiêu giường thì người ta gửi hai phiếu, hai giường thì hai phiếu. Rồi trên giờ nó ghi mấy giờ xuống lấy hả chị? Đúng rồi. Chị làm cái phiếu nhỏ thôi. Đúng rồi. Cái phiếu mấy giờ gì đó. Nếu mà không có ghi giờ thì mình nói ghi quà thì để quà chỉ mấy giờ rồi. Ghi giờ luôn. Ghi giờ cho người ta dễ nhớ. Bình thường là ở đây là họ phát buổi trưa hả chị? Cũng nói là vô giờ. Đúng rồi, buổi trưa luôn. Thường 10 giờ hay gì đó. 10 giờ là thấy đa số 10 giờ đặng người ta phát để người ta ăn cơm. Ăn trưa luôn. Ăn trưa. Có thể dư thì ăn buổi chiều nữa. 2 giờ, còn buổi chiều khi 3 4 giờ, 2 3 giờ nó cũng không chừng cũng đổi. Vậy là giờ trưa là chị Ngọc xuống dưới lâu lâu chị Ngọc xuống dưới lấy nhận cơm. Đúng. Còn như hôm nào mà không như bọn như không có ai phát phiếu thì chị Ngọc có xuống thử không? Có. Cũng xuống dưới mình khi mình đi mua đồ hay đi gì đó là mình đi gặp cũng gặp cái khi mình thẳng dịp cái mình cũng vô lãnh. Dạ là người ta cũng có những người là những ngày mà các bạn phát phiếu thì bạn đó không làm, là sẽ có những cái nhóm khác họ đúng làm rồi, dưới nhưng cũng nhiều nhóm. Dạ em thì em thấy là tại vì như chị Ngọc chia sẻ là sẽ có nhiều nhóm phát buổi trưa rồi, với lại là cái nhóm đó họ cũng đã làm rồi á, thì nếu mà mình làm buổi trưa nữa thì kiểu như bị dư thành ra là em đang không? Tính là làm ca chiều là khoảng giống như cái giấc 4 giờ vậy nè, để kiểu như ai mà kiểu như ăn trưa xong họ bị lỡ cái giấc ăn trưa hoặc là họ điều trị ở trên này không kịp 3 giờ rồi đó cho sớm sớm cho người ta chuẩn bị, người ta không mua cơm. Đúng rồi. Thì đó là em sẽ gửi bánh mì như bánh mì que ở trong vững nhân pate thịt gà bò này nọ luôn. Thì đó xuống như phụ nữ mình thì giống như em đi, em ăn bình thường á nha, là ăn một ổ là em no. Nhưng mà hôm nào mà em vận động nhiều hay là kiểu bỏ bữa thì em ăn 2 ổ. Thì sẽ tùy theo như em sẽ phát cái phiếu, nhưng mà cô chú xuống em sẽ hỏi là dạ muốn lấy 1 ổ hay 2 ổ, thì tùy theo sức ăn. Đúng như rồi. Họ lấy 2 ổ thì em vẫn gửi 1 ổ. Thì em tính là làm cái giờ giữa như vậy để cho những cái bạn nào, những cái nhóm nào đang phát buổi trưa thì họ vẫn phát được. Còn như đến khoảng 3 giờ là như bình thường em đem đi làm em cũng thấy cái giờ đó là giờ em hay đói bụng á. Thì như mấy cô chú ở đây cũng có thể lấy bánh mì giờ không ăn liền thì có thể để chiều ăn cũng được. Dạ. Mà chị muốn phát bên khoa tỷ sống nữa là phải chị phải xuống chị khảo sát một cái là số lượng giường.
để mình biết lần nữa mình chia cho nó ở đủ ở đông hơn trên này đông gì? Hơn gì đông hơn mình cái đó mình cũng phải xin mấy anh bên mình ấy trước ha bên bệnh viện trước chứ đúng không đúng rồi mình phải xin phép rồi mình hỏi như bao nhiêu gì đó mình muốn làm cái công việc đó gì đó thì người ta cho phép thôi. Đó cũng có nhiều người làm rồi. Cũng chỉ có một có gì kêu chị ba nè chị hỗ trợ tiếp cho. Chứ không có lầu mà bên đây chắc lầu là đông hơn trong đó. Em chỉ sợ là mình dám đâu không có vô được. Ở dưới kia có lầu đâu. Ở đây nó ít hơn á. Ở đâu mà ta còn lầu ở chảnh á kìa. Lầu nào nữa có lầu ngọt à. Hả? Đâu trên đâu có lầu đâu. Hai dãy. Ai dãy nhưng mà nhưng mà ít hơn ở dưới một phòng tới 5-6 giường lận còn trên đây một phòng có 2-3 giường ít hơn ở dưới nhiều mấy lần lại nó trong khoa tỷ sống kìa ít hơn ngoài này bảy tỷ sống nhiều lắm á nhiều đâu tôi thấy cái dãy ngoài này với tỷ sống là một giường là ở một phòng là tới 5-6 giường không á đâu ít mà mấy lần đi lãnh cơm vậy chị là xuống dưới chị thấy đông mấy cô chú anh chị bình thân nhân ở đây xuống lãnh cơm nói chung là giờ cao điểm ha giờ cao điểm là cái giờ người ta đi mua cơm á là cái giờ đó người ta lãnh cơm nhiều á là xuống dưới cái người ta thấy là người ta khỏi mua cơm cái người ta lãnh nhiều còn mà nếu mà trái bủ là người ta sẽ lãnh ít Nhưng mà nếu mà mình trên cái phiếu mình ghi giờ luôn thì được không đúng rồi cái chắc phiếu mình ghi giờ đặng người ta biết canh giờ đặng người ta đi lãnh chứ mình không nói giờ người ta đâu có biết giờ nào đâu mà người ta đi lãnh đặng người ta không có đi mua cơm nữa ta có phiếu rồi thì đúng cũng rồi, như là người ta biết rồi ta biết là không có mua cơm thì chứ nếu mà ngày chị ba ở đây chị ba tại vì ở đây là chị ba cũng phải mua đồ ăn canh ngọc luôn phải không đúng rồi là đó là như hai người là coi như buổi sáng mà bình dân rẻ là cũng phải 35.000 hai người hết 70.000 mà nhân sáng trưa chiều là ngày 210 rồi 10.000 đó 21.000 mình nếu mà tiết kiệm cũng cả trăm mấy đó trăm ngoài đó chứ đâu ít đúng rồi mà anh chị ở đây đâu phải là ngày hai ngày đâu đúng ở rồi. Tính đến giờ là cũng tháng rồi gì ba tuần rồi đó rồi. Sắp kỷ niệm tháng rồi kỷ niệm ở đây thì nói đếm tháng chứ vô trong khoa thì sống đếm năm không kỷ niệm nữa vậy là ráng để tối nay về tụi em tính là tụi em mua sữa hay gì đó đời xíu nữa tụi em chạy ra tụi em hỏi thăm ở đây coi mình có được vô trao không còn để tụi em làm phiếu coi như cái phiếu nhỏ ha ghi cái ngày có ghi đặc điểm nhận dạng gì đấy tao biết không không ghi ghi phiếu được rồi phiếu thì mình phát người ta thì mình dặn người ta ví dụ như quà ghi quà rồi cơm hay coi ghi cơm hay gì đó mình có cái gì mình ghi cái quà mình sẽ trao chạy nên tao biết ha tiền thì ghi tiền nói vụ vậy ví dụ như là mình ghi quà với sữa cộng thêm cái tiền nữa ví dụ như 50-200 gì đó mình ghi theo cho người ta biết khỏi ghi tiền mình ghi quà còn bánh ghi sữa bánh sữa nhưng là quà bánh là quý lắm rồi còn mình cái tiền đó là điều kiện nó phải cao hơn nữa chứ em thấy vô đây ai cũng khó hết ngày em đi xuống dưới thấy mấy cô chú nằm á mà dù bệnh nhân đây có người em không biết bệnh nhân ở trên này là họ không thấy được nhưng mà cái người mình chăm bệnh cũng là bà già là bà nằm ở một góc đây nè nghĩa là nằm chung mà quay đầu lại thành ra là em thấy thương quá giống như dưới quê tỉnh này nọ lên đây nội Sài Gòn mà bị bệnh mà nằm ở đây mà người ta tháng vậy là cũng căng lắm chứ bộ tiền cũng nhiều lắm thì mà nếu mà ngày mai chị qua khoa thị sống thì chị sẽ thấy khảo sát đồ coi thì sợ bị sốc quá bị sốc đúng rồi bên kia thì nó nặng hơn nhiều lắm. Nặng lắm trường hợp của em là dạng như là cũng nặng Ngọc cũng nặng cũng nhưng mà được cũng hai cái tay cũng đỡ cũng còn đỡ hơn anh Ngọc là coi như là bị liệt hai chân nửa người đó còn như hợp là băng gỗ nữa nè băng gỗ là vậy người cũng đời gì nè mình chỉ còn có cái đầu thôi còn cái đầu thôi đầu cứ lắc vậy thôi vậy đó đó gãy cổ thường lắm cổ là tứ chi đó mình ở đây nhiều cảm xúc lắm gặp lại thương lắm nhưng mà cũng đợi Ngọc trước đó nằm đó mấy năm rồi bây giờ lại vô lại nếu mà mai em làm á chị em bên phiếu cái gì em với mấy bạn vô đây cái đi với chị ba dẫn phá mấy phòng phát chung được không cũng chứ được. Mấy bạn vô nói chung là mà làm thiện thì thích làm đừng có làm điều ác thôi đó tại vì sợ là mấy bạn em với mấy bạn không biết ở trong này rồi vô cũng kiểu ngại á như chị nào chị ở đây bữa giờ chị cũng biết là khu nào thì chị sẽ dẫn vô thì mình cũng xin phép nên mình phát phiếu để ăn mời mà mọi người ăn chiều thôi
Rồi có gì để xíu nữa em chạy ra em hỏi qua cái khu kia để hỏi thêm được thì đủ thì tụi em phát sữa luôn. Ở đây chắc vẫn uống sữa được mà. Được, được. Ở đây đa số là sữa với mì. Mì gói hả? Mì gói. Mì gói. Dễ, dễ ăn, dễ uống. Mì gói nó dù... Nhưng mà bệnh nhân thì có được ăn mì gói không ta? Được, mấy người nuôi á. À, mấy người nuôi thường ăn nhiều, bệnh nhân thấy ít ăn. Đúng rồi, bệnh nhân thì em thấy sợ đó, không ăn họ mà mọi người ăn nó nổi đâu ăn. Người nuôi á thì họ uống sữa, ăn cơm, bệnh nhân uống sữa, chăm mì ra ăn. Dạ. Thường thường được phát cho người nuôi nhiều nhất. Phải vậy toàn là mấy người phát phiếu vô đây hỏi mấy người, mấy hai người toàn là phát có hai người nuôi không. Đúng rồi, chứ bệnh nhân thì đâu đi được đâu. Bớt chi phí cho người nuôi cũng là bớt chi phí cho người. Đúng rồi. Ăn với lại bệnh ăn cũng đâu nổi đâu, ăn như mèo liếm ấy mà. Nói chứ chăm bệnh cũng cực cũng mệt mà chứ đâu phải phải đâu. Em chăm rồi em biết cực lắm, mà cực tinh thần mà cực sức khỏe nữa, lo lắm chứ bộ. Nên là bữa em mới nói là mang vô là tặng anh Ngọc, nhưng mà chị Ba với anh Ngọc ăn chung. Chứ không phải mình ăn Ngọc ăn, chị Ba Ngọc không, không cho, không, không cho. Như này là mấy cô chú tặng á, là tặng cho anh Ngọc với chị Ba chứ không phải là tặng mình chị, Ngọc. Chị không dặn gì em cũng kêu chị ăn à, em cũng đâu ăn. Đúng rồi, chứ giờ ăn đâu. Dạ, tặng cho anh Ngọc ăn cũng có một tí tì à. Với lại ăn thì cũng phải, chị cũng phải lấy cho anh ăn chứ anh giờ anh nằm anh cũng đâu có lấy được đâu. Dạ. Anh cũng không được ngồi dậy mà. Ráng ăn uống nha, sắp rồi, sắp rồi. Cứ ngày buồn là rót cái trà cắt bánh ra rồi xong vẽ tranh rồi. À, có nước trà ta pha cái này mà được ngồi là nhâm nhi trà. Cái gì phải mua bình nước trà mình pha mình uống ha. Đó đúng rồi, cái này là bánh bánh hạnh nhân. Thì mấy cô chú cũng để hay mua bên em kiểu như buổi chiều á, buồn mị hay gì để trên xe đi xe cái lấy ăn. Xong bữa xong mình vô thăm chắc cứ vàng chanh đây luôn. Đó là không, nhưng mà Ngọc chỉ vẽ em vẽ xong là em cắt vô à, đâu để gì vẽ đầy hết kỳ lắm. Không thì vẽ à, xong cái này thì vợ này xuống đây sao mà vẽ ở mặt trời lên đây làm giống như tranh triển lãm không vẽ một tấm đó xong rồi là ảnh đi đúng rồi, đúng rồi. Về được rồi. Dạ thôi để bây giờ em tranh thủ em đi qua bên mấy chỗ kia em hỏi thử coi. Dạ, xin phép chị trước khảo sát gì tìm hiểu thử coi hỏi coi số lượng á. Dạ. Sợ nhiều khi mình làm cho dự trù lận đủ chứ mình làm đúng mình rồi chia, chứ có người này người kia phát, cũng buồn cho dễ. Dạ chứ mất công tự nhiên phát phiếu đã đời là cái xuống người có người không. Ừ. Hoặc là kiểu như có nhiều cô chú không muốn xin thêm. Không muốn xin thêm về không? Phát phiếu là người ta biết là mấy người ở trong bệnh viện không. Nếu mà không phát phiếu là mấy cái người ở đi đường rồi đó, với mấy người mà ở nhà cũng gần gần đó chạy xe ra thì bỏng cái cũng đi tấp. Chị không phát phiếu là chị phát ai cũng ai xin là chị phát thôi. Mình phát phiếu là mình để kiểm soát là mình biết là người trong bệnh viện ra xin. Còn nếu mình không phát là người ta đi đường không thôi là mấy cái người ở dân cư ở đây người ta cũng lại xin ghé thì mình không phải là mình nói cái gì xấu gì chị trong cái thời gian mà chị thấy cái mà giết cô hồn vậy thấy không. Yeah. Quá trời luôn đó. Yeah. Người mình không phải nói là người xấu người tốt như thế nào mà người ta vô ta dành ta giật quá trời đó. Yeah. Cái bệnh viện thẩm mỹ mới bị dở chặn đó. Yeah. Trời ở đây cũng theo dõi tin tức vậy à. Trời thì em có xem điện thoại mà. May vui quá anh ơi, cái bên còn có ca nhạc nữa nhé. Đúng rồi, nhạc quá bên đây. Thì cái trường hợp đó là mình không có nói trước được. Cái trường hợp đó bệnh viện nó bảo vệ đầu cổng nó quá trời, còn hư hạo quá trời nữa. Thôi để em sẽ phát phiếu. Em sẽ phát phiếu rồi cái ngày mai cái em lên sớm cái em mấy bạn sẽ vô nhờ chị Ba đi, chúng chị Ba để đi trao phiếu cho mấy cô chú anh chị bệnh nhân, người với bệnh không phải bệnh nhân mà người chăm bệnh nha, để coi như mình hỗ trợ được một bữa ăn. Nếu mà làm em thấy thấy ok được cái mấy bữa sau cứ một tuần vậy đó mình làm thêm. Bữa thì tụi em tính là làm trong ngày thường, để ngày thường thì nó sẽ có nhiều hơn, nhưng mà em nghĩ lại tại vì ngày lễ thì một quá là em chỉ có được rảnh ngày lễ à, còn mấy ngày thường em cũng đi làm, em lịch quê không có cố định nên không biết được. Cái thứ hai em nghĩ ngày lễ mấy quán ăn họ cũng nghỉ nhiều, người ta về quê nên có khi là ở bệnh nhân mình cũng ra cũng bị khó đó. Thì thôi để coi như bữa nào thì cũng giống như một bữa ăn mà, cũng để giúp đỡ mọi người hỗ trợ thêm, nên để mai mai em làm có gì nhờ chị Ba.
Dạ. Còn anh Ngọc ở đây thì anh Ngọc livestream, là chim coi tình hình của tụi em ở dưới. Ừ. Cái này được à. Để là để đó chị hướng dẫn cho em nha. Dạ. Em không biết. Hôm mai Trang sẽ lấy điện thoại anh Ngọc để livestream trên kênh YouTube của Ngọc Bích Củi. Để có gì bà con cô bác trên kênh Ngọc Bích Củi, để kênh Ngọc Bích Củi cũng còn hoạt động những ngày này chứ. Dạ. Dạ rồi, hãy thăm anh Ngọc một tí xíu. Hôm nay đến thăm anh Ngọc thì mong anh Ngọc ngày càng khỏe mạnh hơn, vui vẻ hơn, tươi trẻ hơn. Hôm nay là thấy tươi vui hơn được trước hả? Đúng rồi, dạ. Trước mới mổ ra rồi dạ. Mất máu. Tại hôm nay mấy bạn điều dưỡng như nhiều mà mỗi ngày một bạn điều dưỡng như bạn nữa thì bạn điều dưỡng một hôm thì bạn điều dưỡng trên TV bữa sau bạn Trần Khánh Trương, bữa sau Nhân Dân Dung Dẻ, bữa sau bạn Hoàng Thiên Hoàng Điểm Máy, bữa sau bạn Khương Dừa. Nhưng là Ngọc được các anh chị trong team thương quá, như lại tình cảm của ông bà cô chú dành cho Ngọc quá nhiều rồi. Sự là rất là vui ông bà cô chú ơi. Cũng cố gắng cố gắng từng ngày để mà trở về nhà chứ. Yeah. Nằm hoài chứ không biết chừng nữa mình ngồi được không luôn. Cái này mà lành rồi về nhà cũng hạn chế ngồi. Mình chơi lạnh thì lạnh đi nó mới khác chứ. Mình phải nói chung là bây giờ mình phải dưỡng nè, dưỡng cho nó khỏe hẳn nè, chứ đừng có đừng nó có tì để nó yếu. Đừng có ham mà làm liền nó công nó còn bị vết mỏi. Thì mình sẽ nói chung là cũng hạn chế lên phần thôi. Cố lên, nói chung thấy anh Ngọc còn năng lượng nè, còn tích cực là còn chiến đấu với bệnh tật chứ đừng có từ bỏ là được rồi. Dạ. Thấy anh chị em đồ ông bà cô bác đồ quá trời động viên quá động cho nên viên là cũng phải cố gắng không, sao không dám bỏ luôn đó. Đúng rồi, không được bỏ chứ không phải là không dám bỏ, không được bỏ luôn. Dạ. Quá tình cảm của mọi người dành cho mình quá Ngọc nhiều quá xúc động ạ. Quá xúc động, quá xúc động, không biết quá trời nhiều tình cảm, không biết nói gì sao cho hết tình cảm luôn. Không cần nói, mình chỉ cần cố gắng để mình thiệt, hết bệnh mình nha. mình đâu biết phải làm rồi, sao nữa quý rồi. Thôi Trang xin phép quý mặt của chú anh chị dạ, hôm nay đến thăm anh Ngọc Bếp Củi, thăm chị Ba, và sẵn gửi ít quà của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân. Rồi ngày mai Trang với lại anh Ngọc, Ngọc Bếp Củi sẽ đi gửi tặng những món quà, tặng thay lời cảm ơn của anh Ngọc. Rồi xong rồi nếu mà các anh chị bác sĩ hay là điều dưỡng trong bệnh viện nè, mình lấy đồ ăn thì mình vẫn lấy đồ ăn thôi. Đó coi như một lời cảm ơn cho các anh chị nữa. Chứ không phải là chỉ phát cho bệnh nhân hay ấy, sẽ phát hết, mời hết mọi người cùng ăn luôn. Dạ, coi như là cảm ơn mọi người, rồi hỗ trợ mọi người đã thăm anh Ngọc Bếp Củi điều dưỡng cho, coi như chăm sóc anh Ngọc Bếp Củi những ngày qua. Dạ, cảm ơn chị Trang quá trời luôn. Dạ, thôi coi đúng rồi, có gì lúc đó tụi em gửi cho chị, xong rồi chị gửi cho mấy anh chị bác sĩ là điều dưỡng, gửi thêm bánh mì rồi ăn trưa được. Quá mà không biết bao nhiêu số người mình gửi. Không, mấy anh chị vô đây nè, anh chị vô đây nè. Chị biết thì chị gửi chừng nào vô cái mình đưa vậy đó. Dạ, chị đưa như chị đưa nè 5-10 phần thì nó nói cho em gửi cho chứ mấy anh chị. Chứ mình đâu biết ai hết đâu. Đúng rồi, đó gửi cho mấy anh chị có thêm ít đồ ăn đồ. Dạ. Cũng đỡ mấy anh chị không phải đi ra ngoài mua. Dạ. Dạ rồi, thôi đến đây chị xin phép tạm dừng video clip này. Cảm ơn quý bà cô chú anh chị rất là nhiều đã theo dõi và đồng hành cùng Trang. Hôm nay Trang xin cập nhật một xíu thông tin của Ngọc Bếp Củi nha. Dạ, hẹn gặp lại quý bà cô chú anh chị video clip tiếp theo. Nghỉ lễ thật là vui. Đón xem Ngôi Sao Việt Vừa mùa 2 được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Khương Dừa Channel, bắt đầu từ ngày 9 tháng 9 năm 2023.